Nhật Khánh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nối kết yêu thương. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc tổ chức Vina Capital Foundation thực hiện. Chương trình hy vọng sẽ tạo nên một nhịp cầu nối kết những tấm lòng nhân ái trong xã hội với những trường hợp trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Và bây giờ, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình kỳ này. Em Nguyễn Ngọc Minh Thư là con đầu lòng của anh Nguyễn Văn Biển và chị Nguyễn Thị Tú Quyên. Trước đây, hai vợ chồng làm công nhân ở khu công nghiệp Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mức lương chưa tới 5 triệu đồng mỗi tháng, nhưng cũng đủ để cha mẹ em đắp đổi qua ngày. Từ khi sinh bé Minh Thư, hai mẹ con về quê sống cùng ông bà nội. Mọi chi phí sinh hoạt đè nặng lên đôi vai người đàn ông trụ cột. Khó khăn lại thêm chồng chất khi bé Minh Thư được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh lúc vừa mới chào đời. Bé Minh Thư là bé nó bị cái tim bẩm sinh, nó có một cái lỗ thông bất thường trong tim đó, người ta gọi nó là thông liên thất, có nghĩa là cái vách ngăn giữa hai buồng tâm thất trái và thất phải bình thường nó phải kín, bây giờ nó có một cái lỗ thông, nó tạo ra cái sự thông thương giữa thất trái, máu nó đổ dồn qua thất phải, cho nên nó gây nên cái tình bệnh cảnh là tăng áp động mạch phổi. Mình cần phải phẫu thuật để nói chung nôm na là vá cái lỗ thông này lại, ha, bít kín cái lỗ thông này lại bằng phẫu thuật, thì sẽ đưa trái tim cháu từ bệnh lý trở về trái tim bình thường. Nỗi lòng của cha mẹ, ông bà bé Minh Thư giờ đây nặng trĩu khi hiểu được những sự nguy hiểm từ căn bệnh tim, xót xa trước những cơn đau hàng ngày vẫn dày vò lên thân hình bé nhỏ. Căn bệnh tim của bé Minh Thư nếu được điều trị sớm, khả năng hồi phục là rất cao. Nhưng mức chi phí lên đến hơn 120 triệu đồng đối với gia đình em quả thật là một bài toán khó. Ở Long Hậu thì nói chung ấp tôi thì đa số là sống bằng nghề trồng cây ăn trái á. Tuy nhiên thì chú Năm mấy năm trước thì cũng làm ăn thì cũng cây trái nó cũng đạt. Tuy nhiên những năm gần đây thì dịch bệnh của trên cây ăn trái nó phát triển rất là mạnh. Chính vì vậy mà cái chỗ gia đình chú bây giờ đang gặp rất nhiều khó khăn. Kinh tế bây giờ thì nó không có đảm bảo như trước đây nữa. Bản thân gia đình chú cũng lớn tuổi. Rồi chỗ mấy đứa anh em trong nhà thì cũng có gia đình riêng tư hết. Riêng chỗ Biển thì sau khi lập gia đình thì cũng chí thú làm ăn, nhưng mà do cái điều kiện cũng như tôi nói là chỗ gia đình khó khăn, địa phương cũng rất là quan tâm. Tuy nhiên thì với cái mức độ địa phương thì mình chỉ quan tâm tạo điều kiện thế, rồi kêu gọi rồi các đơn vị, các mạnh thường quân để hỗ trợ, cháu không ai có thể điều kiện để mà trị cái bệnh cho nó tốt. Thấu hiểu trước những khó khăn hiện tại của gia đình, Nối kết yêu thương cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam đã kịp thời tìm đến, hy vọng có thể thắp lên một tia sáng, mở lối cho tương lai của bé Minh Thư và gia đình. Bình thường ở Quyên chăm bé mình có cực không? Dạ có chị, nó khóc đêm quá à. Nó khóc đêm với phần nó bú cũng khó nữa mà nó khó thở á. Từ lúc sinh ra là bé có những cái biểu hiện đó ngay lập tức hay sao Quyên? Dạ, sinh ra thì dạ ba bữa sau ở bệnh viện nó nói là bé có bệnh đời vấn đề gì tim á chị, kêu về đi khám thử, đi khám tư á. Rồi xong cái bác sĩ kêu là đi lên nhi đồng để dẫn bé lên chẩn khám, thì dẫn bé lên nhi đồng khám mà biết bệnh tim, rồi hẹn 3 tháng sau tới khám lại. Rồi xong cái hẹn rồi xong ở về nhà đợi không mà chứ không có ấy chị. Rồi đợi khi nào tới tháng tới khám lại. Có lần đó nghe ngồi phơi nắng nó nghe không tin bên đài phát thanh, nó phát thanh là bữa 13 tháng 6 là có chương trình của bệnh viện Tâm Đức xuống khám, rồi đi dẫn bé đi khám. Dẫn đi khám thì bác sĩ kêu bệnh của bé là nặng, rồi kêu là về là lo hồ sơ chi phí để mổ bé. Là bệnh viện tim Tâm Đức nói như thế á, thì gia đình mình lúc đó có cái hướng tính xoay sở sao không? Dạ cũng không có tiền gì cho chị, là nói chi phí mổ cao quá, giờ ít thì được chứ còn trăm mấy triệu không có tiền lo cho bé được. Chồng em 4,5 triệu lương cơ bản, còn em cũng lương cơ bản em cũng có 5 triệu. Ừ.
hợp mà bé ọc sữa về có thường xảy ra không Nguyên? Dạ có chị, cái bây giờ nó đỡ chứ lúc trước là hầu như ngày nào ông bú xong là ọc hết chị. Bé có bú được nhiều không? Dạ bú hết chị. Bây giờ 3 tháng mấy mà mới có bú có 60cc hả? Mà bú bữa hết bữa không hết. Nó cỡ 1 tháng mấy 2 tháng là ban đêm nó không có ngủ chị. Đó là lúc trong tháng là nó cũng không ngủ tới tháng mấy 2 tháng. Bây giờ nó mới đỡ chứ lúc trước là lúc nào cũng thức đêm mà. Ban ngày thì nó ngủ mà ban đêm nức không à. Bé tổng cộng được bao nhiêu ngày tuổi rồi và cái số ký của bé như thế nào? 3 tháng 10 ngày chị. Mà giờ có 4 bữa cân 4 ký mấy gần 5 ký chị. Giờ bé bệnh vậy rồi nó khó khăn như thế nào? Dạ lúc trước thì làm cũng đủ à chị. Tại vì làm về lo cho gia đình này kia, nó chỉ ăn uống trang trải nhà trọ nhà này kia, nó lương thì nó không có cao mấy. Giờ dịch này kia nó công ty nó không thất nghiệp á chị. Giờ làm cũng được nữa. Hai chồng cũng phải cố gắng chồng đi làm để lo cho bé. Chứ bây giờ em đã nghỉ rồi, em đâu có làm ra tiền đâu. Giờ cha cũng phải gắng cố gắng đi làm, hai chồng động viên nhau làm để kiếm tiền lo cho con. Hồi lúc mà mình có bé là mình có đi thăm khám thường xuyên không? Dạ có chị. Cái lúc mà đi khám là đi khám dị tật với em á chị. Là người ta nói bé bị bệnh đau. Bị bệnh đau mà em ý là ông bà nội kêu để đẻ đại đi. Có sao nào nuôi vậy. Là lúc đó là mấy tháng mà mình biết tin đó? Dạ lúc đó mới có 12 tuần, 2 mấy tuần em quên rồi, mấy 3 tháng đầu vậy chị. Mà hên là đẻ ra nó không có bị. Nhìn thấy mình đi đến từng gia đình, mình biết được những cái trường hợp mà bé mắc bệnh tim vậy. Nhưng mà nhìn thấy bé nó đáng yêu kháu khỉnh đó, mà biết bé bệnh vậy mình cũng xót xa cũng như gia đình đúng không chị? Thật sự thì Nhịp Tim Việt Nam đã có cái hồ sơ của em bé và cũng nắm được cái hoàn cảnh của gia đình từ trước đó. Nhưng mà đến lúc mà đến thực tế, khi mà được nghe những cái trăn trở, những cái chia sẻ từ phía mẹ của em bé và nhìn thấy thực tế cái hoàn cảnh của gia đình đó, thì có thể là Nhịp Tim Việt Nam, những người làm chương trình chúng tôi không khỏi cái thổn thức. Nhịp Tim Việt Nam sẽ cố gắng kêu gọi thêm nhiều hơn nữa những cái cánh tay để hỗ trợ cho em bé. Bởi vì tôi tin được rằng là khi mà có một cái trái tim khỏe mạnh hơn thì chắc chắn đó là về cái sức khỏe của em bé nó sẽ được cải thiện, và từ đó là cái kinh tế của gia đình cũng được cải thiện. Và tôi mong được rằng là em bé Minh Thư ngày hôm nay thì sau khi được chữa lành trái tim sẽ lớn lên rất là đáng yêu và kháu khỉnh hơn nữa, thì đem lại được cái tinh thần phấn chấn cũng như là nụ cười đối với lại ba mẹ và ông bà của bé. Thưa quý vị, với niềm tin rằng mọi trẻ thơ đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, chương trình Nối Kết Yêu Thương hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nỗ lực, cùng chung tay để thực hiện điều tưởng chừng khó khăn. Đó là không để một bệnh nhi mắc bệnh tim nào phải mất đi vì không được chữa trị kịp thời. Đến đây thì chương trình Nối Kết Yêu Thương xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam, số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 02838 278787. Website vinacapitalfoundation.org.